và Thái Phạm cùng nhóm làm phim Việt Catholic San Jose xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý khán giả, hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2018. Hiện nay Cẩm Hồng và Thái Phạm đang có mặt tại nhà hàng Dynasty để gửi đến quý vị một vài hình ảnh thánh lễ cầu nguyện và tiệc yểm trợ tiến trình phong thánh của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận do Cộng đoàn Giáo phận San Jose và Cộng đoàn các vùng lân cận tổ chức. Cha Francisco Xavier Trịnh Tuấn Hoàng thuộc dòng Francisco đang ở San Francisco, rồi cha chủ tịch miền Liên tu sĩ miền Tây chúng ta Phêrô và Thế Lực, chúng ta cùng chào đón các ngài trong phòng. Nếu biết chúng ta cùng hát. Đâu có tình yêu thương ở đây có đường Chúa trời. Đâu sáng tác dựa theo lời Chúa Giêsu Gioan chương 13 câu 35. Người ta sẽ căn cứ vào dấu hiệu này để nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em thương mến nhau. Và dựa theo khẩu hiệu yêu thương và hy vọng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Thuận, tôi xin được chia sẻ hai điều. Thứ nhất, sống yêu thương. Thứ hai, sống hy vọng. Thứ nhất, sống yêu thương. Tình yêu, những bài đọc ngày hôm nay nói về tình yêu, và tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Gioan chương 4 câu 7. Tình yêu chân thật chỉ có một, nhưng được thể hiện với nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta cũng biết là tình yêu nam nữ, tình yêu cha mẹ, tình yêu gia đình, tình yêu tổ quốc, tình yêu nhân loại. Vâng, tình yêu được thể hiện với nhiều hình thức khác nhau. Như vậy, chúng ta hiểu, chúng ta sống trong tình yêu thế nào để lời Chúa và giới danh yêu thương của Chúa đi vào cụ thể trong đời sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Để cho lời Chúa và giới danh yêu thương của Chúa đi vào cụ thể trong đời sống hàng ngày. Kính thưa cộng đoàn, dân Chúa thân mến, trọng kính quý cha, quý tu sĩ, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận
đã sống lời Chúa qua mọi biến cố qua cuộc sống của Ngài, nhất là sống yêu thương. Ngài yêu thương mọi người, Ngài yêu thương quê hương Tổ quốc và Hội Thánh Việt Nam. Yêu thương của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Thuật tỏa hương thơm khiêm nhường và khiêm nhường kèm theo quảng đại và nhẫn nại. Chúng ta được ghi nhận qua sách báo, được học hỏi qua linh đạo của Ngài, và từ con người của Ngài chúng ta nhận ra rằng không bao giờ Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Thuật nói lời hận thù đối với những người tướng lãnh đã phản bội cậu Ngài là cụ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Không bao giờ Ngài tỏ cái ý hoặc là thái độ bất kính đối với những vị trong Hội Thánh đáng nhẽ phải nâng đỡ Ngài tích cực hơn trong lúc Ngài bị giam cầm và thiếu nơi nương tựa. Không bao giờ Ngài có phản ứng chống đối, căm ghét đối với người bắt bớ Ngài như chuyện yêu thương mà Ngài đã viết ra trong cuốn sách Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá, có câu chuyện chiếc bánh thứ năm với người cai tù như thế này. Ngài kể rằng có một hôm mấy anh gác hỏi tôi là ông có thương chúng tôi không? Có chứ, tôi thương các anh thành thực, tôi thương các anh không có khách sáo đâu. Kể cả khi chúng tôi giam cầm ông không những một ngày, không những một năm và nhiều năm, và nhiều năm giam tù, năm này với năm khác, không xét xử gì cả. Như vậy thì ông còn thương chúng tôi không? Anh nghĩ là bao nhiêu năm ở với nhau tôi làm sao giấu được? Đức Cố Hồng Y trả lời, tôi thực sự yêu thương các anh. Vậy chừng nào được tự do các anh có sai giáo dân công giáo của ông tới để mà trả thù không? Ngài trả lời, không, tôi vẫn tiếp tục yêu thương dù các anh có muốn giết tôi. Nhưng tại sao những người cai tù lại hỏi tiếp là yêu kẻ thù hại ông như vậy? Đức Cố Hồng Y mới trả lời, vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương. Nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng được gọi là Kitô hữu nữa. Vâng, kính thưa quý cụ, quý bà và chị em, nếu chúng ta muốn tìm nguồn gốc của tình yêu thương khiêm nhường nơi Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier thì không khó lắm, vì nguồn gốc đó là tình mến tin của Ngài đối với Thiên Chúa. Ngài có Chúa trong con người của Ngài. Chúa trong con người Ngài là Chúa tình yêu. Chúa chia sẻ sự sống của Chúa cho Ngài, nên Ngài yêu thương người khác như Chúa yêu thương, tuy rằng 13 năm trời tù đầy. Tinh thần của Đức Cố Hồng Y đã được cả thế giới biết, nhất là trong dịp Ngài nhận chức Hồng Y năm 2001. Trong dịp này, Ngài đã trả lời báo chí khi được phỏng vấn, và Ngài nói, tôi kiên trì được trong 13 năm tù là nhờ luôn thấy Chúa ở tù với tôi. Tôi dâng thánh lễ mỗi ngày với chiếc bánh khô và kèm vài giọt rượu pha cho một giọt nước trong lòng bàn tay để mong có sức mạnh trong lòng. Chúng ta được biết là sau khi mãn tù, Ngài ra nước ngoài trị bệnh và không được trở về Việt Nam nữa. Tuy nhiên, không phải thế mà Ngài bớt yêu thương hoặc là không còn yêu thương nữa. Ngài dâng tất cả con đời của Ngài như một của lễ, hiệp với của lễ Chúa Giêsu trên thánh giá để cứu độ các linh hồn. Điều hai là sống hy vọng. Hy vọng thường xuyên nhất của Đức Cố Hồng Y San Francisco Nguyễn Văn Thuật là một Hội Thánh Việt Nam phát triển trong một Tổ quốc Việt Nam phát triển. Và Ngài thưa khuyên chúng ta rằng hãy cảnh giác đừng bị ru ngủ bởi những lạc quan ảo tưởng. Và trong linh đạo của Ngài, nếu mà chúng ta học hỏi, và tôi cái dịp cái cơ hội cùng tổ chức yểm trợ tiến trình phong thánh của Đức Cố Hồng Y, tôi đọc rất nhiều và nhận ra rằng là chúng ta cần phải sống thật trong ơn gọi qua mùa nhiệm của bí tích rửa tội của mỗi người chúng ta.
và tuyên xưng tin mừng cho thế giới như bài đọc thứ nhất, và ở bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống, sống trong tình yêu, bài đọc thứ hai. Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Gioan chương 15 câu 13, Phúc Âm thuật lại. Tình yêu đạt tới điểm của tình yêu là hy sinh mạng sống. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật đã hiến mạng sống vì người mình yêu là những người bắt bớ Ngài. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật đã hiến mạng sống vì người mình yêu là quê hương tổ quốc, Giáo hội Việt Nam. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật đã hiến mạng sống vì người mình yêu là Chúa Giêsu. Trong một tháng được qua hội đồng họp của Thượng Thẩm Á Châu, Đức Cha Nguyên Giám Mục Úc Linh có mời tôi theo sách cập tác cho Ngài một tháng ở bên Rome, và được cơ hội nói chuyện, học hỏi nơi Đức Cố Hồng Y Francisco rất nhiều. Cái điều mà nhận ra và trân trọng sẽ là nhân chứng tối nay tại buổi tiệc: khiêm nhường và sống đời sống yêu thương, trong hy vọng lúc nào cũng tin tưởng nơi Chúa. Như vậy để kết luận, hôm nay nhắc tới Đức Cố Hồng Y rất khả kính của chúng ta. Chúng ta không ngừng nơi cái chỗ mà chúng ta hãnh diện về Ngài, nhưng cái điều quan trọng là qua bài học sống yêu thương, sống hy vọng, chúng ta noi gương đời sống đạo và đời của Ngài đã sống thế nào, nhất là sống nơi Chúa, trong Chúa và với Chúa trong niềm hy vọng và yêu thương. Vâng, chúng ta hành diện, chúng ta quy tụ, chúng ta chia sẻ một chút xíu trong bài giảng chỉ mấy phút thôi. Không phải là bài giảng hay, không phải là nói khéo có môi miệng, nhưng mà phải sống. Chúng ta phải sống, sống yêu thương và hy vọng như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier đã sống. Thật tuyệt vời và cao quý biết bao, ngày từ tôi tới Chúa, bây giờ được nâng lên bậc đấng đáng kính. Hy vọng rằng Ngài sẽ tới chân phước rồi hiển thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa cho một người con Việt Nam tuyệt vời, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật. Và mong sao chúng ta xin Chúa ban thêm lòng tin cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn biết yêu thương đồng loại, yêu thương mọi người như Chúa đã yêu. Đâu có tình yêu thương, ở đây có đấng Chúa trời. Đâu có lòng từ bi, ở đây có ân sủng người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây Chúa trang nguồn vui.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh và muôn vật chưa đã bao phần đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thăng hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân kim để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một thiên lễ vinh quyền. Vì vậy lạy Chúa chúng con tha thiết ngài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần đoái thương thăng hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con thờ lân người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nôn, chính người cầm lấy văn, tạ ơn Chúa, dâng lời chúng tôi, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm ly chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúng tôi và trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tiên. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chịu trên và tiên sư Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Nguyện lấy gì nguyện lấy
Dạ thưa cha, nhân dịp hôm nay mình có cái buổi yểm trợ tiến trình phong thánh của Đức Cố Hồng Y, thì xin cha chia sẻ cảm tưởng của cha khi mà mình nói đến hình ảnh của Ngài, thì cha có cảm tưởng thế nào? Vâng. Trước hết xin kính chào quý vị khán thính giả Việt Catholic và chào chị. Hôm nay tôi được hân hạnh đến đây tại bữa tiệc gây quỹ cho cái tiến trình phong chân phước và phong thánh cho Đức Hồng Y Thuận. Thì như chúng ta đều biết, Đức Hồng Y là một người không phải chỉ là một vị giám mục tài đức, mà còn là một người con dân đất Việt rất là đáng chúng ta khâm phục, dù là trải qua rất nhiều những thử thách, những trở ngại, nhưng Ngài luôn sống cái niềm tin, niềm hy vọng. Và chính mọi người, ngay cả những người ở ngoài Việt Nam và ở tòa thánh, ở các quốc gia, người ta cũng ghi nhận Đức Hồng Y là một tấm gương sống đức tin rất là mạnh mẽ và tràn đầy niềm hy vọng, tràn đầy tình thương. Ngài không chỉ là người can đảm giữa thử thách, nhưng còn là một người sống lòng tin qua lòng thương yêu mọi người, những người cùng hoàn cảnh với mình và cả những người làm khổ mình, và luôn luôn sống trong niềm hy vọng. Đó là điều chúng ta phải hãnh diện về Ngài. Theo tôi hiểu, việc điều tra phong chân phước và phong thánh không phải là đơn giản. Họ phải điều tra rất là nhiều nhân chứng, rồi đọc lại những cái tài liệu liên hệ đến đương sự, xem coi có trở ngại gì. Nhưng mà chúng ta có thể hy vọng là cái tiến trình phong chân phước và phong thánh cho Đức Hồng Y sẽ tiến triển tốt đẹp. Về qua cái dấu hiệu là các viên chức tòa thánh họ rất là lạc quan, nhưng mà chúng ta cũng phải tất cả là nhờ ơn Chúa thôi, và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện để hy vọng là cái tiến trình sẽ càng lúc càng tiến triển tốt đẹp hơn. Thank you.
tôi rất là vui mừng khi mà bên Roma họ gửi thơ cho tôi để xin gây quỹ cho yểm trợ Đức chương trình phong thánh của Đức Hồng Y. Thì tôi với cha quan nói rằng bây giờ mình phải làm. Thành ra vì vậy cho nên đó là từ giáo phận Ốc lên San Francisco nó hơi xa chút. Nhưng mà chúng tôi đã có một số các em ở trong nhóm trẻ đường hy vọng đó là nó giúp rất là giỏi. Thành ra vì vậy cho nên có mới tới ngày hôm nay. Có lẽ là Đức Hồng Y nhờ này cầu bầu cho chúng cho cái chuyến này để chúng ta được có thành công tốt đẹp. Đức Hồng Y là giám mục của tôi ở Nha Trang, là thuộc về giáo phận Nha Trang, rất thân với gia đình. Thành vì vậy cho nên ngài lúc nào cũng sống rất là nhẹ nhàng mà yêu thương, mà lúc nào cũng vui vẻ. Đó là một cái điều mà tôi thấy cái một không bao giờ nhăn nhó. Mà ngày hay nhái chúng tôi lớp tại giọng Bình Can đó, hay nói là Nha Trang rồi đó, hay là dễ thương lắm. Chắc là tôi nói cái tinh thần yêu thương và ngài làm cho lúc nào cũng mình cũng thấy nó đến gần một cách dễ dàng. Chúng tôi thì đã có cái nhóm trẻ đường hy vọng cả bao nhiêu năm nay rồi, là coi như là tính là 29 năm rồi, là theo cái lãnh đạo của ngài là cho các nhóm trẻ nó học được cái tinh thần của ngài là vui vẻ, yêu thương và phục vụ. Tôi được hân hạnh cùng làm việc với cảm ơn các sơ La San nhé, cảm ơn các sơ La San. Rồi là với cha Rosalind Nguyễn Thúy Liễu, xin mời sơ lên trên này cho ban tổ chức. Rồi chị Nguyễn Phương Dung, chúng ta thấy là một người phụ nữ toàn diện không ạ? Sáng diện, chiều diện, trưa diện, tối cũng diện luôn, người phụ nữ toàn diện. Dạ vâng, cảm ơn cha Phan, là tại vì con đứng bên cạnh một người thể diện, cho nên là con phải toàn diện. Đúng rồi, cảm ơn sơ Liễu. Rồi có cha dòng Don Bosco, cha Paulo Nguyễn Hoài Trương cũng có trong ban tổ chức làm việc, nhưng mà ngài bị bệnh và ngài không thể tới được, và ngài gửi 7 tác phẩm của họa sĩ Lâm tới để mà chúng ta để ủng hộ. Rồi có chị Cathy Nguyễn Thủy và chị Phạm Thị Loan, xin mời chị Loan và chị Thủy cũng cùng lên đây để cho mọi người biết là ai là người trong ban tổ chức làm việc cả năm nay. Vâng, chị Thủy rồi chị Loan nè. Chúng ta cho những người làm việc trong ban tổ chức nghiệp cho một tràng phát thanh thật lớn, chị Dung, Sơn Liễu, chị Loan, chị Thủy và cha Trương. Ông bà cô Hứa có mặt ở đây, cảm ơn ông bà cô Hứa. Cha Trương rất là bí mật, trong tình báo bố mẹ liên lạc vẫn không được, gọi cho người trong ban tổ chức không biết con của tôi ở đâu rồi, chúng tôi trả lời cũng không biết gì cả. Vâng, rồi vậy thì cùng với ban tổ chức chúng tôi chân thành chào mừng và cảm ơn. Chúng ta cho nhau một tràng pháo tay thật lớn thật dài để cảm ơn nhau, để mà chào mừng nhau, vỗ vai người bên trái bên phải để cảm ơn nhau đi. Con xin mời Chúa đến với quê hương con, đến với quê hương con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa, chúng con chúc tụng tạ ơn Chúa, Chúa Tể Càn Khôn vì ngày hôm nay Chúa ban, vì thời gian chúng con gặp nhau nơi đây, vì của anh chúng con sẽ chia sẻ và cùng một mục đích là hỗ trợ việc điều tra phong chân phước và chân thánh, phong thánh cho một vị hồng y, một người con của đất Việt mà chúng con rất tự hào. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài, sống đẹp lòng Chúa, sống đức tin trong đức mến và tràn đầy niềm hy vọng trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa phúc lành cho những của ăn chúng con sẽ hưởng dùng do lòng rộng rãi Chúa thương ban nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngày hôm nay là ngày vui của giáo phận San Jose được vinh hạnh là có một phái đoàn đến tổ chức cho tiến trình phong thánh cho cha Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Đây là một cái điều mà dân Việt Nam Công giáo chúng ta rất mong chờ từ bao nhiêu lâu nay, và cái chương trình này đang tiến hành rất là khẩn trương, và cộng đoàn ở nơi đây cùng với cộng đoàn khắp vùng Bắc Cali này
hân hoan vui mừng khi mà được đến tham dự trong tiệc này để mong rằng phong tiến trình phong thánh của Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận được mau chóng được thành công. Và không có gì hơn thì cuộc đời của Ngài là một cuộc đời đã hy sinh và có rất nhiều điều tốt lành từ người để mà cho chúng ta cảm phục và yêu mến. Thì không có gì hơn ngày hôm nay, mong rằng mọi sự được tốt đẹp để cho ngày phong thánh của Ngài càng sớm càng tốt. Dạ. Cho con mãi đi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người, hân con dù thiệt hòn nhưng con vẫn trọn tình Chúa ơi. Thân con sâu bao nhiêu khổ đau, thân con dẫu bao nhiêu buồn phiền, con xin Ngài dù tình và Ngài luôn đỡ lòng. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tốt đẹp, tình yêu ơi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn tên nhớ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn dạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn tên nhớ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn dạng ngời. Đời con luôn cây đường, tình con vẫn dặn lời. Trước hết là trong cái không khí rất là đặc biệt, hơn 700 quý khách tham dự cái buổi tiệc hôm nay. Thành ra riêng tôi cảm thấy rất là hãnh diện có mặt. Tại vì Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đó là một cái gương sáng cho tất cả người giáo dân Công giáo Việt Nam. Nhưng mà Ngài cũng nhấn mạnh nhiều trong vấn đề là phải yêu Tổ quốc và Việt Nam, thành ra cũng là một hãnh diện chung cho tất cả người Việt Nam chúng ta. Một trong cái nhân đức mà chính cá nhân tôi đã đọc và học và cố gắng noi gương của Ngài, tức là cái sự tha thứ cho ngay cả những kẻ thù mà đã hành hạ bắt bớ Ngài. Thành ra đó là một cái đức tính rất là đặc biệt về cái lòng tha thứ. Chúng tôi rất vui mừng và chúng tôi mong muốn rằng là chúng ta sẽ có thêm một vị thánh nữa. Và tôi là một người rất là phục Đức Hồng Y Thuận. Tôi đã đọc sách của Ngài trên con đường hy vọng. Và cái ước mong của chúng tôi là một ngày nào sẽ Việt Nam của chúng ta sẽ có một vị thánh. Trong cái đời sống của Ngài đó là Ngài muôn muôn mang lại cái tình yêu, và chính vì cái tình yêu đó mà Ngài đã mang một số các anh chị ở bên Cộng sản vào Công giáo. Và đó là một cái gương sáng rất là lớn. Và tôi nghĩ rằng là cái sự mà thay đổi được một con người như vậy đó là một vị thánh mới làm được. Và qua cái sự mà cái lòng yêu thương của Ngài đã thể hiện, và chính vì vậy đã làm thay đổi cái tâm hồn của các người Cộng sản.
trong thời gian 4 năm ở chủng viện nằm ngay trong khuôn viên tòa giám mục Nha Trang, tôi đã được sung sướng tiếp cận với Đức Cô Hồng Y, được đón nhận sự săn sóc đầy tình phụng tử và những lời giáo huấn rất cần thiết của Ngài, vì đây là những giáo huấn đầu tiên trong hành trình tôi tiến bước đến trước linh mục. Sau 4 năm sống trong vòng tay yêu thương của Đức Cố Hồng Y dưới mái nhà của chủng viện Lâm Bích thân yêu, Ngài đã sai lớp của tôi đi thực tập truyền giáo. Chúng tôi gồm 21 thầy và Ngài đặt tên cho lớp chúng tôi là khóa đi gieo thứ tư, có nghĩa là trước đó có 3 khóa. Khóa chúng tôi là khóa thứ tư, mỗi năm có một khóa và tôi được cử làm trưởng khóa. Vì là trưởng khóa nên tôi may mắn mỗi năm có dịp gặp gỡ riêng Ngài để tường trình cho Ngài biết tình hình và của cái khóa đi gieo của chúng tôi. Thưa anh chị em, tôi vừa hát bản thánh ca Hạt giống tình yêu. Tôi đã chọn bài hát này vì nội dung của bài hát rất diễn tả xít sao cuộc đời của Đức Cố Hồng Y. Đức Cố Hồng Y quả là một hạt giống rất tốt, hạt giống tuyệt vời đã được gieo vào lòng đất mẹ Việt Nam, đã chết đi, đã thối đi để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Hình ảnh chết đi, mục nát đi của Đức Cố Hồng Y ai trong chúng ta cũng đều biết. Tôi chỉ xin chia sẻ một câu chuyện ngắn ngủi, đó là lần tôi gặp Ngài chỉ trong một khoảnh khắc mà đã làm cho tôi nhận ra được rằng hạt giống của cuộc đời của Ngài đã chết đi như thế nào. Thật vậy, hôm đó tôi vào một bữa trưa của tiết xuân mát dịu của Thánh Đô Roma, tôi đã gặp Ngài và mở lời chào Ngài và xin kính chào Đức Hồng Y. Đức Hồng Y có khỏe không ạ? Ngài trả lời, bây giờ cũng già yếu rồi. Thật vậy, Ngài đã già yếu đi sau nhiều năm tháng chịu đựng đau khổ vì Đức Kitô và vì một niềm hy vọng. Nói về hoa trái thiêng liêng phát sinh từ cuộc đời của Đức Cố Hồng Y thì rất là nhiều và anh chị em ai cũng biết rồi. Nhưng ở đây tôi chỉ xin được chia sẻ một loại hoa trái rất đặc biệt mà tôi nghĩ có thể nhiều anh chị em không biết. Có thể ngay cả những anh chị em không có mặt ở đây. Đó là hoa trái đến từ việc Ngài thành lập chủng viện Lâm Bích vào năm 1969. Đây là một trong hai chủng viện tu muộn duy nhất lúc bây giờ đối với chúng ta giáo hội Hoa Kỳ đây thì chẳng có muộn gì hết, vì chủng viện ở Việt Nam nhận chủng sinh vào từ lớp 6, còn chủng viện Lâm Bích thì nhận chủng sinh từ lớp 10 đến lớp 12, và tôi vào chủng viện năm tôi lớp 12. Do sự thánh thiện của Đức Cố Hồng Y và do việc Ngài thành lập chủng viện Lâm Bích mà một loại hoa trái đặc biệt đã phát sinh trong hơn 40 năm qua. Đó là tính đến nay đã có trên 60 linh mục xuất thân từ chủng viện Lâm Bích này. Một trong số đó là tôi và một số khác nữa đang làm việc ngay tại Hoa Kỳ đây. Có thể nói nếu Đức Cố Hồng Y mà không lập chủng viện Lâm Bích, giáo hội Việt Nam đã không có cơ may để có thêm hơn 60 linh mục này. Do việc này mà Ngài đã trở thành vị đại ân nhân của hơn 60 anh em linh mục chúng tôi. Và Ngài đã có hơn 60 chứng nhân thuộc loại này, chứ không phải chỉ riêng vì mình tôi. Thưa ông bà, anh chị em, Đức Cố Hồng Y đã thực sự là một hạt giống rất tốt, hạt giống tuyệt vời, được gieo vào lòng đất. Và việc chết đi, cũng như việc phát sinh nhiều hoa trái của hạt giống này, là một mầu nhiệt đã được lập đi lập lại rất nhiều lần trong cuộc đời của Đức Cố Hồng Y. Tôi xác tín điều này qua một lần Ngài mời tôi cùng với cha Giuse Nguyễn Quang Huy, cha Nguyễn Quang Huy là thuộc giáo phận Nha Trang, đã đi ăn trưa tại Roma với Ngài vào năm 2001. Trong bữa ăn trưa thanh đạm đó, Đức Cố Hồng Y đã chia sẻ với hai chúng tôi rằng trong kinh nghiệm quá khứ của cuộc đời của Ngài, trước khi Ngài đón nhận một sứ mệnh mới hoặc trước khi đón nhận một hồng ân mới thì Chúa đã luôn luôn thử thách Ngài hoặc là cho Ngài phải chịu đau khổ về một điều gì đó, hoặc bị phê bình chỉ trích, hoặc là chịu đau khổ vì bệnh tật. Cuối cùng, Ngài chia sẻ với hai chúng tôi là lúc đó có nhiều người, kể cả nhiều người trong tòa thánh sầm si rằng Ngài có thể được bầu làm giáo hoàng, được bầu làm vị giáo hoàng kế tiếp. Đồng thời lúc bây giờ Ngài cũng đã phải chịu đau khổ vì một cơn bệnh. Lúc bây giờ Ngài phân vân không biết thánh ý Chúa lần này như thế nào. Nhưng giáo hội Việt Nam chúng ta chưa có may mắn có giáo hoàng. Thánh ý Chúa đã cất Đức Cố Hồng Y thân yêu của chúng ta đi sớm hơn, để rồi giáo hội Hoàn Vũ, cái riêng giáo hội Việt Nam của chúng ta sớm có một vị thánh của thời đại
một chứng nhân hùng hồn của niềm hy vọng. Và đó là lý do tại sao tôi và anh chị hôm nay chúng ta tụ họp ở đây. Xin cảm ơn ông bà anh chị em. Em là một, hãnh diện là một người con dân Việt, và điều đặc biệt em lại là người Công giáo. Và khi tiến trình mà phong thánh cho Đức Hồng Y Xavier Nguyễn Văn Thuận đó, là một điều hãnh diện cho người Công giáo. Bởi vậy không có cái gì ước mong rằng mọi sự sẽ tiến triển một cách tốt đẹp và Ngài sẽ sớm được phong thánh giống như ước nguyện của mọi người. Và đây là niềm mong ước của riêng cá nhân em và em nghĩ rằng cũng của tất cả mọi người. Thì em cũng nghe thấy về cha nhiều lắm, nhưng mà em cũng cầu nguyện với cha nhiều lắm. Nhưng mà em thì cũng rất là vui vẻ được tới đây để mà cùng với mọi người chung một bàn tay để mà đóng góp một chút xíu nào đó. Theo tôi thì Ngài rất là xứng đáng qua những câu chuyện và cuộc đời Ngài là sống và nghĩ. Tôi thấy cuộc đời nó gần gũi với cái sống và cái chết, cũng như gần gũi với sự nên thánh và tội lỗi, nó rất gần kề. Ngài đã tỏ bày những hình ảnh đó khi Ngài về giáo phận Ốc Lân mà kể lại câu chuyện từ một vị được chọn làm Đức Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, và một thời gian sau nữa thì người đó lại là được chọn là Giuđa. Ta phải cẩn thận trọng trong cái lời giáo dục của Ngài. Tôi rất là ghi sâu trong cuộc sống của Ngài qua câu chuyện Ngài đã kể. Chúng tôi rất được hân hạnh được trình bày những sự việc này, và tâm hồn của chúng tôi được rất phấn khởi hôm nay. Rất cảm ơn ông. Làm cái con hãy đừng vui rồi, nhưng lòng tin Thiên Chúa ban ơn, ta ra đi để dọn chỗ cho các con, nhà sẽ trở lại đưa các con về sum họp. Đó chính là lời Thầy Giêsu Chí Thánh đã trăn trối và Đức Cô Hồng Y Thuận hằng luôn ghi nhớ trong tâm. Ngài thấu hiểu tấm lòng yêu thương của Thầy mình. Cuộc đời Ngài trải qua nhiều hoạn nạn, nhưng Ngài vẫn không ngừng sống hy vọng và yêu thương, bởi vì Ngài luôn tin tưởng vào lời Thầy đã hứa xưa kia. Hãy sống chứng nhân cho Thầy để được hưởng trọn vẹn tình yêu nơi thiên đàng vĩnh cửu. Đức Cô Hồng Y Thuận đã mang lời Chúa và giới răn yêu thương vào mỗi biến cố trong cuộc sống hàng ngày. Ngài đã yêu thương và không ngừng yêu thương với tất cả mọi người. Mến cảm tình yêu tối thượng dành cho Thiên Chúa, Ngài cũng yêu thương giáo hội và tổ chức Việt Nam. Kẻ phản bội Ngài không căm ghét, anh nên giáo phẩm lớn là Ngài không nói một lời bất kính. Khi được hỏi tại sao lại yêu các thù hãm hại, Ngài thẳng thắn trả lời, vì Chúa Giêsu đã dạy tôi hãy yêu thương. Đức Hồng Y là người Việt Nam mà mình cũng là người Việt Nam, mà hơn nữa tôi cũng ở địa phận Nha Trang, cho nên là chúng tôi khi mà được cái tin báo là sẽ có một buổi tiệc như thế này để yểm trợ cho việc phong thánh cho Đức Cha đó, thì chúng tôi rất là vui, và anh em ở trong ban đại diện đã rủ nhau mua vé để lên trên đây ngồi với nhau ăn uống với nhau, là để ủng hộ cả tinh thần vật chất thì chắc chút chút xíu thôi chứ không có nhiều, nhưng mà chúng mình rất là hãnh diện, mình là người Việt Nam. À, là người đồng hương, là người Nha Trang, thì khi nghe nói về tới Đức Cố Hồng Y thì chỉ có hình ảnh nào về Ngài? Tôi thì
tôi đến sau năm 75 ở địa phận Nha Trang, nhưng mà ở đó thì tất cả mọi người ở đó vẫn nhắc nhở đến Đức Cha Thuận. Khi tôi về đó, tôi làm dâu ở ngoài Nha Trang thì tôi biết là Đức Ngài rất là dễ thương. Ngài làm về chủ tịch Công lý Hòa Bình nhá. Rồi Ngài đến Ngài giảng cho các bà mẹ rất là vui. Và có một câu mà tôi nghe tôi nhớ hoài là các bà mẹ dạy con không phải là khi ngồi trên đùi, cũng không phải là khi bế ẵm đưa đi học, nhưng mà dạy con từ khi còn đang mang thai. Đó là cha nhắc nhở các bà mẹ. Cho nên là chúng tôi vẫn cứ nhớ tới những các cái sự dạy dỗ của Ngài. Và quý cộng đoàn cũng như tất cả mọi người, thật sự là chúng tôi rất là vui mừng và cảm ơn hết tất cả quý cha, especially cha Thảo và cha Lực đã khuyến khích, nâng đỡ và kêu gọi mọi người đến với đây với chúng tôi, thì đó là một cái điều rất là vui mừng. Vì vậy một lần nữa xin cảm ơn quý ông bà cố, quý đại ân nhân, quý ban đại diện, quý hội đoàn đã hiện diện đóng góp quảng đại và nâng đỡ cho buổi gây quỹ tiến trình phong thánh Đức Hồng Y. Thank you so much for your generous. Chắc chắn Đức cố Hồng Y rất vui và hãnh diện nhìn thấy con cái Ngài, còn nhớ đến Ngài. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đặc biệt quý cha, đặc biệt cha Đồng Hồng Quang đã cộng tác với con, cha Nguyễn Hoài Trương, anh chị Thủy Nhàn, anh chị Dung, anh chị Lộc Loan, cô Hồng đã bỏ tâm huyết thời giờ cho buổi gây quỹ hôm nay. Đó cũng cảm ơn quý sơ và những người cộng tác đã thầm giúp đỡ chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria, các thánh tự đạo Việt Nam, cho Đức Hồng Y Francisco được sớm vinh hiển trên bàn thờ. Chúng ta được 1 trăm 3 chúng ta, 1 trăm 3 chúng ta.